Sau 3 ngày chờ đợi thì hôm nay mình cũng đã có kết quả là được xét duyệt trở thành đối tác của kênh YouTube mình gửi vào ngày thứ hai. Thì hôm nay là vào ngày thứ tư, 2, 3, 4 là mình đã được xét duyệt và kiếm tiền. Mất khoảng 11 ngày thì thường 10 ngày là mình đã đủ rồi. Mình để thêm một ngày cho nó dư giờ dư súp ra để mình bắt kiếm tiền, và sau đó là mình đã bật kiếm tiền lên. Đó là làm sao để mà chúng ta cắt bỏ cái phần bị khiếu nại bản quyền này đi. Thì đây mình sẽ mở lên cho mọi người xem và hướng dẫn mọi người ha. Một cái kênh mình cũng đang bị khiếu nại bản quyền luôn nè. Đó, thì mình sẽ đang xử lý. Ở đây mình có một video mình đang xử lý nè, nó để đang xử lý nè, mình đang xử lý cái vụ khiếu nại bản quyền. Đó, còn những video này mình đã xử lý xong rồi thì đã mất rồi, hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào cây bút ha, vào chi tiết. Chào mọi người đã trở lại với kênh One Business. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà tạo kênh 1.000 sub, còn giờ thì chắc hơn 5.000 giờ luôn á, rất là nhiều. Thì một cách rất là nhanh để trong vòng 1 tuần cho đến 1 tháng thôi, tùy theo cái độ may mắn của các bạn. Thì cái cách này nó sẽ giúp cho các bạn tạo sẵn ra một cái kênh nè, để mà khi mà mình cần làm gì đó thì mình bật kiếm tiền kênh đó trước đi. Bật kiếm tiền ok rồi thì mình bỏ video mình vào, bắt đầu mình xây dựng một hơi luôn. Mình có niềm tin cho việc là làm việc này có thể kiếm được tiền. Rồi cái thứ hai đó là bạn đã mất thời gian cho cái việc ban đầu. Và cái thứ ba đó là bạn tạo đà cho những cái dạng video đó. Thì cái cách làm này nó là như thế nào? Đó là bạn sẽ bắt theo trend, theo xu hướng. Ví dụ giống như thời gian tới đây, nó sẽ là Tết, nhạc Noel rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ download những cái bài nhạc đó về. Thì vấn đề đầu tiên mà bạn nghĩ đến đó chính là bản quyền, đúng không? Thì bản quyền nó sẽ có hai loại bản quyền, đó là bạn lấy video người ta về thì bạn sẽ bị đánh gãy bản quyền, hoặc là người ta nhắc nhở bạn tự gỡ xuống. Còn nếu bạn xin phép thì có thể là người ta cho bạn và bạn phải chia sẻ doanh thu với người ta. Rồi cái thứ hai đó là bản quyền về âm nhạc. Thì bản quyền của âm nhạc thì tất cả tiền quảng cáo thể sẽ thuộc về chủ sở hữu kênh, sở hữu của cái bài nhạc đó. Rồi cách làm này thì như thế nào? Đó là mình sẽ mượn bài nhạc của người ta nhưng mình không lấy video của người ta. Đó, rồi làm như thế nào nữa? Rồi video ở đâu ra? Thì video làm sao cho nó đúng chủ đề? Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái cách làm ở phía dưới, ở phía sau video này, tiếp tục video này để mọi người biết được cái cách mà làm mình né được cái video nhưng mình vẫn giữ được những bài nhạc hay. Rồi, rồi hỏi không có tiền thì làm để làm gì? Rồi, xong video mình sẽ hướng dẫn luôn cho mọi người cái cách mà sau này nếu mọi người muốn kiếm tiền trên video đó thì làm như thế nào luôn. Thì mọi người xem tiếp tục ở phía sau ha, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách làm cụ thể nó như thế nào. One Business thay đổi để tiến lên. Hãy ủng hộ kênh mình cách bấm like và subscribe. Chào mọi người đã trở lại với kênh One Business. Thì bây giờ mọi người nhìn vào cái biểu đồ này của mình nè. Chỉ trong vòng có mới có ngày 8, hôm nay là mới ngày 12, có nghĩa là mới có 4 ngày thôi mà là mình đã kiếm được 14.000 giờ xem và 496 lượt subscribe, là coi như tính là 5 ngày, chỉ ngày mai nữa là sẽ được tính là 5 ngày. Đó, thì coi như là chỉ mới có 5 ngày mình đã kiếm được 500 lượt subscribe. Thì theo cái đà này thì chắc tầm khoảng 12 cho đến 15 ngày thôi là mình sẽ đủ 1.000 lượt subscribe. Đó, là coi như 2 tuần đi, mình cho 2 tuần là mình sẽ đạt được 1.000 subscribe. Còn giờ thì khỏi nói rồi. Giờ thì chỉ có mới có ngày 8 đến ngày 10 là mới có 2 ngày thôi là mình đã đủ 4.000 giờ xem rồi. Đó, thì cái cách làm như thế nào để mà chúng ta có thể làm được cái vấn đề này? Thì cái chỗ này đó là chúng ta bắt trend, là trend theo nhạc Tết. Ở đây mình mở vào phần nội dung cho mọi người xem ha. Đây, đây là những cái bài mà mình mới đăng nè, đăng vào ngày 6 tháng 12, là hôm nay được 6 ngày. Thì có mấy ngày đầu là nó sẽ không có đề xuất, thì nó sẽ nằm im luôn. Đây, mình đăng lên nè, đó là được 78 lượt xem, đó là ngày 2 ngày đầu. Thì bắt đầu á, là mình ngày sau là nó búng đề xuất lên. Nó tăng mạnh lên, hiện tại này mọi người nhìn chỉ số đề xuất không nè. Thì cái này là nó tăng tự nhiên hết, mình không có tác động cái vấn đề gì cả, chỉ là nó ăn theo trend rồi nó đề xuất thôi, chứ nó cũng không ăn theo từ khóa luôn. Thì đề xuất nó sẽ nằm phụ thuộc vào cái ảnh bìa của mình, nó khiến cho người ta lướt vào, và tiếp theo là nhạc. Nhạc hay thì nó sẽ giữ chân được người xem lâu, thì lúc đó nó sẽ đề xuất nữa, đề xuất mạnh hơn. Thì ở đây mình sẽ cho mọi người coi nè, đó 71% là mình từ đề xuất, và các tính năng duyệt xem nó ở trang chủ thì tổng của nó là 96% rồi, nó chiếm toàn thể luôn.
Rồi thì cái cách làm này của mình nó như thế nào? Ở đây mọi người sẽ thấy là mình sẽ mở thử một video lên cho mọi người xem ha. Video này mình mới vừa phát hành nè, phát hành được khoảng 10 giờ thì mình đã được 5.000 lượt xem rồi nè. Mình mở lên cho mọi người xem. Rồi mình xin phép tắt tiếng để nó không có bị dính bản quyền. Ê, ở đây mọi người sẽ thấy đây là một cái ảnh bìa và một cái hiệu ứng thôi ha. Hiệu ứng nó sẽ tự chuyển động để nó tạo thành một cái ảnh, cái video, chứ nó không phải là một cái ảnh. Thì làm YouTube thì chúng ta phải có video, thì mình làm một cái ảnh động như thế này đó. Tiếp theo đó là sẽ là cái nhạc nền. Rồi thì nhạc nền nào nó sẽ hay thì chúng ta sẽ đi lấy nhạc mà những cái nhạc mà xịn đó, những cái nơi mà có nhạc hay để mà chúng ta load về chúng ta làm thì nó dễ giữ chân hơn. Chứ chúng ta lấy những cái nhạc mà gọi là CC để cho ta phép ta sử dụng lại á, thì nhiều khi người ta chỉnh sửa nó sẽ không còn hay nữa. Vấn đề này nó sẽ dẫn đến cái vấn đề đó là sau này chúng ta sẽ không thể kiếm tiền được. Ở đây nó ghi rõ nè, bị khiếu nại bản quyền. Đây họ thể họ ghi rõ luôn đó, không ảnh hưởng đến kênh của bạn. Đây là một hành cảnh báo bản quyền thôi, đúng chưa? Rồi thì sau này những cái bài nhạc, những cái video này nó sẽ thuộc tiền quảng cáo, nó sẽ thuộc về chủ sở hữu kênh, còn chủ sở hữu bài nhạc này, còn kênh của mình thì sẽ không bị ảnh hưởng gì, nên là mọi người yên tâm. Rồi để làm sao mà sau này mình bật được cái kiếm tiền cái video này lên thì cuối video mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người nha. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách làm để dựng ra được một video này. Và trước khi làm thì mình cũng nói trước cho mọi người luôn, thì không phải làm cái nào là cũng trúng ngay. Thì mình sẽ cho mọi người xem một cái kênh mình cũng đã làm nhưng mà nó không có trúng. Đây nó cũng y chang như vậy luôn đó, nhưng mà nó chỉ có 36 view thôi nè, 48 view, có nghĩa là nó không lên đó. Những cái view này là quá thấp rồi đó. Thì mình cũng download lại chính những video này và mình up qua cái kênh này cũng y chang như vậy luôn đó, nhưng mà nó 4 view lên đó. Thì cho nên là chúng ta làm thì thử, mình phải thử nhiều cách, thì nhiều kênh thì nó mới có cơ hội. Và cách làm này nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể kéo được 4.000 giờ xem cho cái kênh của mình. Nếu mà mình thiếu giờ thì bạn có thể tạo ra một cái bài nhạc Tết, hiệu ứng Tết gì đó. Sau đó thì các bạn add lên, thì nếu mà nó ăn đề xuất á, nó muốn mạnh lên như thế này nè, thì bạn sẽ có được cái giờ xem rất là lớn. Thì nó sẽ kéo được cho cái kênh của bạn, giống như một video này mới ra được có xuất bản mới được có 11 tiếng thôi mà nó đã có cho mình 1.300 giờ xem rồi, thì cái này kéo tới ngày mai nữa thì rất là nhanh, rất là mạnh lên. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm video này thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lên YouTube, chúng ta coi những cái video nào mà có cái lượt view lớn nè, những cái kênh lớn ha. Rồi chúng ta sẽ bấm vào video này. Chúng ta sẽ sử dụng cái trình duyệt gọi là trình duyệt cốc cốc. Đây. Và chúng ta không tải video về mà là chúng ta sẽ tải âm thanh của video này về. Rồi ở đây chúng ta sẽ tải audio MP3 về. Mình bấm tải về. Rồi song song đó chúng ta sẽ lấy cái ảnh bìa của video này, thì trên trình duyệt cốc cốc nó sẽ không có ảnh bìa video này. Thì chúng ta copy cái video này, chúng ta sẽ bỏ qua bên Chrome. Thì bên Google Chrome á, nếu chúng ta có cài Clip Editor Quy á, thì nó sẽ có bắt ra cái ảnh bìa của video này hả. Rồi mình sẽ tớp cái quảng cáo này lại để mình cho mọi người xem. Rồi ở đây nó có bắt ra cái ảnh bìa cho mọi người nè. Khi mà mình cài cái Clip Editor Quy này vô thì nó sẽ có cái ảnh bìa, mình bấm vào. Rồi ở đây chúng ta bấm chuột phải để chúng ta download cái ảnh bìa này về. Rồi thì mọi người nhớ á, là cái video này tên gì thì mình download về cái ảnh bìa đặt tên đó, để tránh trường hợp là chúng ta làm nhiều video á mình không nhớ được là video đó tên gì, ảnh bìa này cho video nào. Rồi thôi thì mình sẽ tắt cái phần này đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ mở cái phần mềm Canva lên để mà chúng ta tạo ra cái ảnh bìa. Thì ở đây thì chúng ta sẽ đánh chữ thumbnail. Thì cái phần mềm Canva này mình cũng đã từng làm một video hướng dẫn chi rất là chi tiết cho mọi người rồi,
để làm với phần này. Kênh One Business của mình đã tìm cái video gần đây nhất, đó là hướng dẫn Canva cập nhật 2023, thì mình có hướng dẫn chi tiết cho mọi người cái cách làm Canva này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lấy đại một ảnh thôi. Rồi lúc này thì nó sẽ load cái ảnh lên, thì chúng ta chỉ cần xóa bỏ cái phần này đi, chúng ta không sử dụng cái này, mà chúng ta sẽ lấy cái ảnh mà chúng ta load lúc nãy về á, thì chúng ta sẽ bấm vào phần tải lên nè. Rồi chúng ta bấm phần tải lên. Đây thì cái video lúc nãy mình mới load về, mình bấm tải video này lên. Sau đó mình bấm video này thì nó sẽ nhảy ra đây, thì mình sẽ kéo cho nó full cái khung này. Thì ảnh này nó sẽ đang là một cái ảnh tĩnh, thì mình sẽ chuyển nó qua thành một cái ảnh động bằng cách đó là mọi người vào thành phần nè. Đó, rồi mọi người search cái từ ví dụ như là pháo đi. Rồi, đây mọi người add vào. Thì khi này mọi người vừa bấm pháo này vào thôi nè. Nè, mọi người thấy có 7,9 giây không? Mình tắt nó đi nó sẽ mất nè. Đó, có nghĩa là một cái ảnh này đang là ảnh động. Đó, nó sẽ tạo ra cho cái video này, nó trở cái ảnh này nó trở thành là video. Rồi thì cái này nó cũng ít quá thì chúng ta có thể tạo thêm những một số cái hiệu ứng này nọ nữa để giúp cho nó nhìn nó sinh động hơn. Và ở đây mọi người có thể bấm vào cái hình này nè để mà chúng ta lọc chuyển động. À, nó có những cái loại thế này nè. Rồi chỉ cần như vậy thôi. Rồi sau đó ở chỗ dây này nè, mọi người có thể tăng nó lên là mình muốn dây nhiều hơn thì mình bấm vào chỗ này nè, định sửa thời gian nè, mình cho nó mát cây luôn. Rồi sau đó là mình bấm vào chia sẻ, mình sẽ tải cái video này xuống. Đó, nó là MP4, nó sẽ khi nó về nó sẽ định dạng là Full HD. Rồi mình bấm tải xuống thôi. Rồi tiếp theo là mình sẽ mở cái phần mềm là Wondershare Filmora. Thì mọi người cũng có thể xem lại cái video trước đó, mình cũng có hướng dẫn cho mọi người. Mọi người có thể xem lại cái video này, thì mình hướng dẫn mọi người cách dựng chi tiết nằm ở trong đó. Rồi bây giờ phần mềm nó đợi mở phần mềm lên thôi. Phần mềm nó mở lên nó sẽ như thế này, thì mọi người bấm vào Neurozap. Rồi lúc này mình sẽ add cái video lúc nãy mình tải về. Đây mình bấm vào phần download nè. Mày cái video cái MP3 lúc nãy là mình mới download về ha. Còn đây là cái video là mình mới vừa tải xuống, mình add hai cái thứ này vào. Rồi tiếp theo thì bây giờ mình sẽ đưa cái video xuống. Thì nó hỏi mình sử dụng với cái định dạng nào, thì mình đã chọn cái định dạng là Full HD ha, cái phần định dạng này. Rồi mình kéo nhạc xuống nữa. Xong mình sẽ kéo đây cho nhỏ lại để mình nhìn thấy. Thì nó rất là dài, nó tới 50 phút mới hết. Thì bây giờ mình sẽ nhân bản cái video này ra. Thì video của mình nó chỉ có 30 giây thôi. Rồi mình Ctrl C, Ctrl V hả? Rồi sau đó mình copy nguyên cục này, mình Ctrl V tiếp cho nó nhiều hơn một lần á. Thì đây mọi người sẽ xem nhẹ qua ha. Đó, nó sẽ là như thế, nó chạy từ đầu đến cuối luôn. Rồi thì chúng ta đã giải quyết được cái bài toán, đó là video không vi phạm bản quyền, còn nhạc thì sẽ bị dính bản quyền. Rồi, như lúc đầu mình nói thì khúc này mình sẽ nói cho các bạn biết là chúng ta sẽ thêm một cái phần vào để sau này mà chúng ta cần bật kiếm tiền cái video này á, thì chúng ta chỉ cần cắt bỏ cái phần nhạc này đi. Thì cuối video mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà cắt bỏ nó. Rồi ở đây là mình sẽ add cái một cái video mà mình quay, ví dụ mình quay cảnh trời trăng mây đất gì đó, một cái cảnh tĩnh thôi. Này mình sẽ add nó xuống. Rồi mình bỏ nó xuống. Này rồi một cái mẹo nữa mà mình một cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ đến các bạn để giúp cho các bạn là tránh bị cái tình trạng là sau này sẽ không cắt được. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó là 0.7 cho nó chậm lại một xíu ha. Để cho nó kéo dài thời gian ra là khoảng tầm là dưới 60 giây, dưới 60 phút mà nói nhầm. Rồi, ở đây nó có âm thanh, thì âm thanh này mình sẽ mute nó đi. Mình không cho nó có tiếng. Bây giờ mình sẽ add cái nhạc mà mình download từ thư viện YouTube của mình về. Rồi mình sẽ add những cái nhạc mà mình download từ thư viện YouTube về để mà mình không bị dính bản quyền. Rồi thì mọi người đã hiểu được cái nguyên lý chỗ này ha. Thì video này là của mình tạo ra.
nhạc này là của thư viện YouTube, thì nguyên cái khúc sau này là chắc chắn sẽ không bị dính bản quyền. À, điều này đã là chắc chắn rồi. Rồi, thì bây giờ cái vấn đề là chúng ta cần phải lưu ý, đó là video không được quá 60 phút. Tại vì sao sao quá 60 phút thì sau này mọi người sẽ không cắt được cái phần đầu đi. À, đó là một cái kinh nghiệm mà lúc trước thì có thể được, nhưng mà sau này thì mình làm thì mình thấy là không còn được nữa. Và một hồi mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người nữa, một cái nữa mà mọi người sẽ không cắt được nữa. Là mọi người cố gắng xem tiếp phần cuối video ha. Rồi đây, tổng video này của mình là 57 phút. Rồi, như vậy thôi. Đó, đó là tổng cái video. Và bây giờ mình sẽ xuất cái video này ra. Đây, mình xuất cái video này ra ha. Mình export nó. Rồi mình đặt cái tên. Tên nó cũng tương tự giống như cái tên mà video này mình mới đi đâu về. Rồi Liên Khúc Pro, chào năm mới cực hay, xuân mới gì đó. Rồi mình sẽ thay đổi một xíu như nó thôi. Rồi ở đây mình sẽ bắt nó vào. Rồi 2022 mình sửa thành 2023 đó. Rồi như vậy thôi, là mình sẽ bấm export nó ra. Rồi video đó thì nó cũng đã xuất xong rồi. Thì bây giờ mình mở lên cái video xuất xong cho mọi người xem nha. Mình sẽ mở lướt nhẹ qua cho mọi người nghe ha. À, nó sẽ là như thế đó. Thì từ đầu đến cuối nó chỉ như thế này thôi. Cái ảnh của nó, nó tạo ra ảnh bọng. Và khúc cuối cũng là của mình. Rồi mình sẽ mở nhẹ phần khúc cuối cho mọi người nghe. Đó, nó chỉ là như vậy thôi. Và đến cuối cùng thì sau này mình chỉ cần cắt bỏ khúc đầu đi, thì phần khúc cuối là của mình. Tùy theo mọi người có cái định hướng lâu dài, chuẩn bị một cái kế hoạch cho nó, thì cái khúc cuối này mọi người up cái gì đó để đó. Và khuyến khích mọi người là up cái gì đó nó có liên quan với cái nội dung mà mình đang làm phía trước thì nó sẽ dễ kéo hơn. Còn mọi người đổi luôn hẳn một cái chủ đề á, thì sau này nó sẽ mất hết cái đề xuất, thì chúng ta phải làm lại từ đầu. Rồi bây giờ mình sẽ mở này lên để mình nói lại cho mọi người cái up lên. Hiện tại mình đang up nó lên nè. Rồi mình nói tổng thể cho nó nhanh ha, chứ mà cái quá trình up thì nó hơi bị lâu. Rồi đầu tiên thì mình sẽ lấy lại cái tiêu đề. Đây, tiêu đề của cái video này thì mình sẽ chỉnh sửa nhẹ lại, đó là 2022 thì mình sẽ sửa lại thành 2023. Ở đây câu chuyện đầu năm cuối năm thì nó đang là chuyện buồn năm cũ, nói chung là mình đổi một xíu đi cho nó khác đi. Đó. Thì mình sẽ đánh những cái thẻ mà liên quan đến cái từ khóa hay gì đó liên quan đến cái trend này, thì bên đây người ta đánh thẻ khác, mình không đánh giống cái thẻ đó. Và cái đoạn cuối này mình không copy những cái link này. Này về. Rồi. Rồi, sau đó thì mình sẽ cho nó một cái hình thu nhỏ. Thì cái hình thu nhỏ là mình đào về từ cái ảnh video lúc nãy. Thì lúc nãy mình xuất thành MP4 thì mình sẽ xuất thành JPG thôi. Này, và mình đổi tên, nó là tên file. À, cái tên của cái tiêu đề video này mình up lên. Kế tiếp đó là mình sẽ bỏ vào phần nhạc xuân để mà nó kéo những cái video kia nó lên, nó cũng nằm trong cái danh sách phát này, nó sẽ kéo được cái video mới nữa. À, nó kéo đề xuất lên. Mọi người bấm vào xem thêm nữa. Rồi trong xem thêm đây chúng ta sẽ gắn cho mình những cái thẻ từ khóa này. Thì mục đích của thẻ từ khóa này YouTube đưa ra là họ mong muốn là check lại là đúng cái từ khóa, để mà nhiều khi chúng ta quấn sai chính tả thì đó là YouTube họ không có hiểu, hoặc là không hiểu chúng ta muốn nhấn mạnh ra những cái từ nào, thì ở đây là giúp YouTube họ hiểu hơn thôi. Rồi ở dưới đây thì nếu chúng ta làm về nhạc thì chúng ta sẽ chọn cho mình cái danh mục là nhạc. Tiếp theo đó là cái màn hình kết thúc. Ở đây á, màn hình kết thúc là mình có thể thêm được một video của kênh khác vào nè. À, mình thêm từ một cái kênh khác về. Này, đó, rồi mình có thể thêm logo của một kênh khác nữa để mà mình kéo cái kênh đó. Và đây là logo của kênh chính này. Bạn có thể thêm logo của kênh mình được luôn. Mọi người chỉ cần vào thành phần này, mình thêm kênh vào. Đó. Rồi, thì đây là cũng là một cái cách mà chúng ta để kéo kênh những cái kênh khác, thì mục đích tạo những kênh nhạc lớn lên, thì cái lượng view nó lớn thì chúng ta kéo, thì cái chúng ta đang được quảng cáo thông một kênh lớn như thế này miễn phí. Rồi tiếp theo đó là phần thẻ. Ở thẻ ở đây á, thì chúng mà tối đa chúng ta sẽ gắn được 5 thẻ nè, họ có ghi rõ ha. Đây mình đã gắn hết 5 thẻ luôn, và cái thẻ có mình có một cái thẻ là mình sẽ gắn bằng một cái kênh khác, mình không gắn cái kênh của mình. Thì gắn như thế nào, mọi người cứ vào cái bút này thôi, rồi tìm kiếm ở đây nè. Đó thì mình sẽ tìm ra được một cái kênh. Rồi thì lúc đó mình sẽ add cái kênh mà mình cần
gắn cái video của một cái kênh vào đó. Thí dụ mình bấm đại cái video này ha, đó thì nó sẽ add cái video của cái kênh này vào. Thì từ đây là khi mà xuất hiện đây nè, mọi người nhìn thấy ở trên đây nè, nó hiển thị ra đó. Đó là cũng là một cái cách kéo nữa. Rồi khi sau đó là chúng ta sẽ lên lịch, thì mình lên mấy giờ thì mình cứ lên đúng giờ đó, mình hạn chế là thay đổi giờ, lên lộn xộn giờ nó sẽ thiếu cái tính đồng nhất đi. Còn thời gian lên á thì tùy mọi người, nếu mọi người rảnh thì mọi người có thể lên một ngày một video, hai ngày hay hai ngày một video cũng được, mà khoảng 3 ngày một video là tối đa, đừng để lâu quá. Lâu quá thì người ta đang mong chờ nó đang hot á thì chúng ta phải bắt trend cho nó nhanh, chứ mình để lâu quá rồi thì nó qua mất, thì mình chỉ mệt lúc đầu thôi, là mất nhiều thời gian để mà đăng một loạt video lên. Hoặc là chúng ta rảnh chúng ta ngồi một làm một hơi thôi đó, rồi cứ đợi tới ngày tới giờ thì nó sẽ lên. One Business thay đổi để tiến lên, hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm like và subscribe. Sau 3 ngày chờ đợi thì hôm nay mình cũng đã có kết quả là được xét duyệt trở thành đối tác của kênh YouTube. Và ở đây là bên trong cái phần nội dung thì mọi người thấy những video mà mình re-up về nhạc là mình không có đủ điều kiện kiếm tiền nè. Tất cả những cái này là tiền nó thuộc về chủ sở hữu hết. Nhưng mà nó có cảnh báo mình biết là không có ảnh hưởng đến kênh. Này, kênh không bị ảnh hưởng. Chế độ hiển thị công khai, tiền là không thể kiếm tiền trên video này. Rồi. Thì mình đăng một video khác của mình lên. Thì mình có thể bật được kiếm tiền nếu mình sử dụng, nếu mà nhạc của mình và không phải là video của tác giả luôn. Để chế độ công chiếu rồi, cho nên là mọi người sẽ không thấy, để mình mở cái video gốc của mình lên. Đây là cái video gốc của mình, thì mình có sử dụng những cái bài nhạc mà không bị dính bản quyền thì mình bỏ lên trên đây. Mình quay lại cái cảnh ở đây. Rồi, thì đó là một cái thủ thuật để mà chúng ta tạo ra một cái kênh có thể kiếm sub và kiếm giờ nhanh. Và sau này thì chúng ta có thể đăng những video của mình lên để mà kiếm tiền. Thì mình cũng khuyến khích mọi người là nên đăng cùng chủ đề thì nó sẽ dễ lên hơn. Còn nếu mọi người chuyển đổi chủ đề á, ví dụ như mình đang làm về nhạc, mình chuyển về vlog hay là mình chuyển về hướng dẫn hay là gì đó, thì có thể nó sẽ bị mất cái đề xuất đi và chúng ta phải làm lại từ đầu. Nhưng mà cái vấn đề này thì nó giúp chúng ta đi được một đoạn. Để mà mọi người mà làm mãi không có được ngàn sub 4.000 giờ thì cảm thấy nó lâu á, thì mình áp dụng cách này. Còn mà mọi người có bài bản hết, đầy đủ hết và có sẵn một kho video rồi á, thì mọi người cứ đăng kiểu bình thường thì nó sẽ đề xuất theo cái video lên cũng rất là nhanh. Còn mà mọi người mất phương hướng thì mọi người có thể đi cái đường này. Rồi mình cho mọi người coi thì cái thời gian là bao nhiêu ngày là mình có thể được bật kiếm tiền cái video này. Đây thì ở đây mình cho mọi người xem. Giờ thì mình đang được là 57.000 giờ rồi. Thì nó quá nhiều rồi, nó gấp 10 lần so với cái kia rồi. Thì khi mà cái ngày 8 tháng 12 nè là mình không có người đăng ký. Cho đến cái ngày là 19 tháng 12 là mình xin đăng ký một kiếm tiền. Thì 18 đến 19 là mình mất khoảng 11 ngày. Thì thường 10 ngày là mình đã đủ rồi. Mình để thêm một ngày cho nó dư giờ, dư sub ra để mình bật kiếm tiền. Và sau đó là mình đã bật kiếm tiền lên. Giờ xem thì đây. Thì kênh này mình mới tạo ra được có mấy ngày thôi, nó đã có thế này và mình có thể đã bật được kiếm tiền rồi. Đây, xin chúc mừng bạn chấp nhận tham gia chương trình đối tác của YouTube. Bây giờ thì mình chỉ cần đợi nó đủ ngàn sub thôi. Ủa lộn, mình nói nhầm, nó đủ một 10 đô Euro thì sau đó là mình sẽ xác minh danh tính và mình phát triển tiếp cái kênh thôi. Thì lâu lâu mình đăng những cái video như thế này, sau đó mình chọn một vài video của mình vô, thì nếu mà nó bắt được đề xuất với nhau á thì một video này nó cũng kéo được chúng ta doanh thu cũng ok, doanh thu vui thôi, chứ mình nghĩ cũng không có gọi là nhiều đâu. Thì nhiều thì mọi người phải đăng rất là nhiều video và từ từ mọi người phải lái theo cái chủ đề của mình, theo nội dung của mình đó. Đừng có làm bẻ gì ngang đột ngột thì YouTube họ thấy bất thường thì họ sẽ cắt cái đề xuất đi. Rồi
tiếp theo đó là làm sao để mà chúng ta cắt bỏ cái phần bị khiếu nại bản quyền này đi. Thì đây mình sẽ mở lên cho mọi người xem và hướng dẫn mọi người ha. Một cái kênh mình cũng đang bị khiếu nại bản quyền luôn nè. Đó, thì mình sẽ đang xử lý. Ở đây có một video mình đang xử lý nè, nó để đang xử lý nè, mình đang xử lý cái vụ khiếu nại bản quyền. Đó, còn những video này mình đã xử lý xong rồi thì đã mất rồi, hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào cây bút ha, và chi tiết. Rồi mình vào cái phần đó là trình chỉnh sửa. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ bấm vào cắt. Rồi chúng ta sẽ rớt bỏ cái phần mà mình lấy của người khác đi. Đó. Rồi từ từ nó sẽ hiển thị lên ở trên đây lên chúng ta coi. Mình lấy lại đúng cái phần của mình thôi. Còn cái phần này á, là nó của cái người khác rồi, phía trước rồi. Đó. Thì mình bỏ ha. Rồi bây giờ mình lấy đúng cái chỗ của mình thôi. Đó. Mình sẽ nhấp nhẹ vô một xíu nữa. Rồi. Ok mọi người, thì sau đó là chúng ta sẽ bấm vào lưu. Rồi thì đó là khi mà mình cắt thì nó sẽ báo là đang trong quá trình xử lý. Ở đây là những cái video mà đã xử lý xong rồi, mình sẽ mở lên cho mọi người xem. Đó, đây, đây là một cái video mà mình đã xử lý xong rồi. Thì những cái dạng video này mà nếu mà mọi người muốn kiếm tiền được á, thì mọi người phải lồng tiếng của mình vào nhiều. À, rồi có thể đưa khuôn mặt của mình vào đây. Cái dạng video này nè, thì nó có những cái hình ảnh màu sắc rất là đẹp. Thì chúng ta dùng nó để mà kéo kênh hay là gì đó, để mà kéo cái lượng subscribe, lượng view lớn bằng cái hình thức là kéo kênh như lúc nãy mình chia sẻ cho mọi người á. Cũng rất là hiệu quả cho kênh của mọi người. Thì ok mọi người, thì hy vọng là cái cách làm này sẽ giúp cho mọi người có thể kiếm được 4.000 giờ nè, một cách nhanh chóng nè. Cái thứ hai là có thể tạo ra một kênh mới 1.000 sub, 4.000 giờ mà không mất nhiều thời gian nè. Cái thứ ba là có thể là tạo ra một cái kênh có lượng view subscribe lớn để mà kéo những cái kênh hiện tại của mọi người lên. Rồi thì hy vọng là video này sẽ giúp cho mọi người có thể phát triển được cái con đường làm YouTube của mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ha. One Business, thay đổi để tiến lên. Hãy ủng hộ kênh mình cách bấm like và subscribe.